Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại với Thảo Dung Auto Sài Gòn. Và hôm nay cô chú anh chị, showroom Minh Dung đã full rồi. Bây giờ hiện tại là hơn 30 xe showroom là đã full sức chứa nên Dung đậu phía bên ngoài. Thì bây giờ Dung quay trước đợt này, sau đó mấy chiếc kia Dung đưa vào quay tiếp cho cô chú anh chị nha. Những xe đang có đây toàn là xe mới về, và xe to, xe nhỏ thì Dung cũng có. Dung đang gửi mấy chiếc xe nhỏ, xe to chỗ khác nữa. Còn VinFast Lux A nè, VinFast Fadin nè, Dung còn hai chiếc Lexus nha, hai chiếc Fortuner nữa đang chờ đem vô đây để quay. Còn bây giờ Dung sẽ cập nhật quay trước những cái xe đang có ở showroom. Xe nhiều cho nên là giá cực kỳ linh động, thời điểm rất là tốt để cô chú anh chị sở hữu xe nha. Dung đang nhiều xe, giá linh động cực kỳ tốt luôn. Cô chú anh chị quan tâm xe nào cứ gọi cho Dung, thương thảo giá cả được thì tiến hành nha. Giá đang cực kỳ tốt. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị cùng Dung xem những mẫu xe đang có tại showroom bên Dung. Tất cả Dung xin phép nhấn mạnh đều đang có chương trình giá ưu đãi cực kỳ tốt khi liên hệ trực tiếp với Dung nha. Đầu tiên là chiếc siêu phẩm Dung mới vừa lấy về chiều nay, cabo còn nóng luôn. Đây là chiếc chuyên cơ mặt đất Kia Carnival, mới luôn, hoàn toàn luôn, 2022. Và đây là phiên bản Signature, bản cao cấp nhất nha cô chú anh chị. Xe này 2022 mới đi được có 5.900 cây thôi, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Và xe này thì Dung đang chào là 1.450.000.000. Xe này là zin 100%, chưa có dặm một hạt sơn nào. Tất cả hiện trạng cái xe này là zin căng đét hết luôn nha cô chú anh chị. Đây phiên bản Signature cao cấp nhất của chú anh chị, nhìn nè, cửa sổ trời, ghế da là da xịn mới tinh mở ra, còn mùi thơm luôn. Và mọi thiết kế trên xe thì đều cực kỳ đẹp nha. Đó, màn hình nối dài qua tới bên kia. Đó, phanh tay điện tử auto horn, rồi ba vùng lạnh, rồi mọi thứ nó mới nguyên hết luôn nha cô chú anh chị. Cái mùi nội thất mở ra mà còn thơm luôn là cô chú anh chị biết rồi. Camera 360 độ đầy đủ tiện nghi. Đó, màn hình nhìn thấy đẹp ghê không? Mới có 5.900 cây thôi, cực kỳ đẹp luôn. Siêu lướt 2022, 1.450.000.000. Xe này mà cô chú anh chị nào mà đang tìm chiếc mà đi gia đình mà xịn sò là lấy chiếc này nha. Tiết kiệm rất là nhiều so với xe mới nha cô chú anh chị. Màu xanh nữa, màu cũng cực kỳ đẹp luôn. 1.450.000.000, Carnival phiên bản Signature, bản cao nhất. Còn bên đây thì là Carnival mà là phiên bản thấp hơn, bản Luxury nha. Xe này thì cũng biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe mang màu đen, đi nhiều hơn chiếc kia một tí xíu, 22.000 cây. Thì xe này Dung đang chào là 1.245.000.000. Rồi bên ngoại thất thì màu đen, bên trong thì ghế da màu kem pha đen, cũng cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế cũng quá là sang trọng tiện nghi. Chiếc này thì nó không có cửa nóc nha cô chú anh chị. Đó, còn lại thì ba vùng lạnh, rồi cửa lùa hai bên, ghế thương gia. Phiên bản 8 chỗ của chú anh chị. Xe này là phiên bản Luxury 8 chỗ nha. Băng ghế sau này có hàng ghế giữa nè. Đó, cực kỳ tiện nghi luôn, xịn sò luôn. Ghế da mới tinh tình tinh, 22.000 cây. Cái này là chất mộc, xe mới về, bên Dung chưa dọn, chưa làm gì hết luôn nha. Còn phủ bụi nha cô chú anh chị. Camera đồ đầy đủ hết luôn. Nói chung là xe hàng thì tiện nghi, công nghệ biết rồi, cô chú anh chị biết rồi. Lên tới dòng Carnival thì công nghệ nó đã đầy đủ hết rồi. Quan trọng là mình mong muốn màu sắc đồ như thế nào thôi. Thì chiếc này 22.000 cây Dung chào 1.245.000.000. Dung còn hai chiếc nữa nha. Đây lát nữa Dung quay vào bên trong cho cô chú anh chị xem. Chuyên cơ mặt đất bữa nay đậu 4 chiếc, bích chịch cái showroom luôn rồi. Rồi mình tiếp tục nha cô chú anh chị. Đây Fortuner thì Dung đang có một cặp như vậy nha. Một chiếc trắng, một chiếc đen. Máy xăng một cầu, số tự động 2017. Chiếc màu trắng này thì đi nhiều hơn một xíu, 70 mấy ngàn cây thì Dung bán là 770.000.000. Còn chiếc màu đen là đi ít hơn một xíu thì Dung đang bán là 780.000.000 nha. Một cặp hắc bạch công tử, một chiếc trắng, một chiếc đen. Chiếc này là 770.000.000, đi 78.000 cây. Chiếc kia thì đi ít hơn, 780.000.000 chiếc màu đen. Đó, máy xăng một cầu, số tự động. Xe này mà cô chú anh chị đi gia đình là quá tuyệt vời luôn. Mà thời điểm này mua xe nó rẻ thật sự luôn á cô chú anh chị. Giá chào như vậy liên hệ Dung giảm giá tiếp đó, còn thương lượng nha. Còn đây là chiến thần doanh số nè, mà rất là hiếm có cái màu này nha. Fortuner máy dầu số sàn 2019, xe này nhập khẩu nha cô chú anh chị. Xe gia đình mới đi 55.000 cây thôi, biển số tỉnh thì bên Dung bao rút hồ sơ gốc. Tiện nghi bên trong thì cũng đầy đủ hết rồi, ghế da rất là đẹp luôn, nội thất phụ kiện bên ngoài thì dán sim che mưa. Đó, bên trong thì ghế da cũng đầy đủ hết rồi, mới tinh. Cô chú anh chị nhìn cần số là thấy uy tín rồi. Đó, lên luôn cái đầu giải trí Android. Đó là xe gia đình rồi nha. 55.000 cây, xe này Dung bán có 835.000.000 thôi. Cô chú anh chị có chiếc máy dầu số sàn mà còn xe nhập khẩu, thêm cái màu xám lông chuột cực kỳ đẹp này nữa nha. Xe này đi là bao sang luôn á. Biển số tỉnh bên Dung bao rút hồ sơ gốc nha. 835.000.000 giá có thương lượng. Trong đây cũng là chuyên cơ mặt đất này, to đùng đây nè.
Serona, và đây là phiên bản máy dầu cao cấp nhất, xe 2016 đi 85.000 cây, biển số thành phố Hồ Chí Minh, mang màu trắng, thì cũng đầy đủ cửa sổ trời rồi. Ghế chỉnh điện 3 vùng lạnh độc lập, cửa sổ trời trước sau, cốp điện, cửa lùa điện hai bên. Thì xe này Dung đang chào là 745 triệu và xe này có thương lượng nhiều. Quý chú anh chị có liên hệ với Dung hỗ trợ giá tốt cho mình nha. Serona 2016 máy dầu, xe này cho công ty thuê hoặc là chạy dịch vụ là quá ngon nha cô chú anh chị. Chiếc này là hai bản máy xăng cao cấp nhất 2019, biển số thành phố Hồ Chí Minh, mới đi có 23.000 cây thôi, màu đen, cũng là Serona, ghế thương gia bản cao cấp nhất, cửa sổ trời trước sau đầy đủ tiện nghi luôn, 23.000 cây thôi nha. 2019 biển Sài Gòn, Dung đang chào là 965 triệu. Đó, xe thì nội thất còn mới tinh, 23.000 cây 2019 tới giờ mới ken luôn á cô chú anh chị, chất da còn rất là đẹp đó. Thiết kế thì bữa giờ nhìn mấy chiếc Serona nay quen rồi, rất là đẹp luôn, phanh tay điện tử auto hold, có camera hành trình, nói chung là đầy đủ hết rồi, lấy về là đi thôi. 965 triệu nha. Rồi qua bên này đây, qua bên đây là chiếc Camry, thì chiếc này Dung đang giảm giá sâu nha cô chú anh chị. Camry 2.5Q 2019, xe này nhập Thái Lan nha, biển số tỉnh, xe màu đen, mang nội thất màu đen luôn, form mới nhập Thái. Thì chiếc này hôm nay Dung chào chỉ có 950 triệu, giá đã giảm 40 triệu nha. Đó, giảm sâu luôn, bán cho nó nhanh. Xe về nhiều thì giá cả thì linh động, nó cũng dễ dàng hơn. Cô chú anh chị quan tâm nhớ gọi cho Dung nha. 2.5Q 2019 nè. Bệ tỳ tai này là có cái màn điều khiển, ở đây là màn cảm ứng luôn, led sạch không có nha. Camry 2.5 mà mình có được cái bàn điều khiển này. Rồi rèm che nắng hai bên, rèm che nắng hông, đó, đều chỉnh được hết. Tuyệt vời, xe chủ tịch mà, 2.5Q 950 triệu thôi, form mới, xe nhập Thái nữa, tuyệt vời luôn. Chiếc này thì Dung ba khách mới bấm biển số xong, chờ giao. Ở trong kia thì cũng đã có khách cọc rồi, đó, cũng may mắn được khách hàng ủng hộ ở giai đoạn này là rất là vui mừng luôn. Còn chiếc này thì giá đã bán đã rẻ rồi, hôm nay còn có thêm giảm giá khi liên hệ đó nha. Corolla Road phiên bản xăng lai điện, xe này đi 39.000 cây, biển số tỉnh, xe màu đen, mang nội thất màu đen luôn. Đó, đã lên đầu giải trí Android, có đầy đủ của cái gói Toyota an toàn safety sense, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, ga tự động. Nói chung là đầy đủ tiện nghi, và xe Thái thì rất là bền, rất là tiết kiệm. Chiếc này xăng lai điện nên cô chú anh chị đi 100 cây thì không có tới 5 lít nha, cực kỳ tiết kiệm luôn. Đó, chiếc xe tiếng tăm vang dội thời gian qua của Toyota, 850 triệu giá còn thương lượng nha. Còn đây là dành cho cô chú anh chị có tầm tiền 400 mấy, muốn sở hữu một chiếc sedan 5 chỗ, hiện đại, trẻ trung, phân khúc hạng C nha, chứ không phải là Vios đâu nha, sedan hạng C hẳn hoi. Xe này thì 2016 mà tiện nghi giống như là 2020 vậy cô chú anh chị, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, ga tự động, rồi nói chung là đầy đủ hết trơn luôn á, cửa sổ trời luôn. Nhớ hai vị trí ghế nữa, ghế chỉnh điện có bơm lưng luôn. Cerato 2016 31.000 cây, đúng chuẩn xe gia đình, Dung bán có 455 triệu, giá này là có thương lượng nha, 455 triệu. Bốn vỏ zin theo xe, chiếc xe này là căng nét luôn đó cô chú anh chị, đầy đủ tiện nghi, 2016 455 triệu. Còn đây là xe mới lăn bánh là phải cả tỷ nha cô chú anh chị, chiếc này 2020 siêu lướt 16.000 cây, biển số tỉnh, Mazda 3 Sport nha, bản Sport lăn bánh là cả tỷ lận. Thì Dung bán hôm nay giá nó rẻ lắm cô chú anh chị ơi, có 640 triệu thôi là sở hữu được cái siêu phẩm này rồi. 16.000 cây cô chú anh chị thấy form dáng nó đẹp gắt ghê không? Sport thì nó phải có giá trị của Sport, mở ra bên trong là lộng lẫy luôn á. Bên ngoài thì thể thao nè, bên trong cũng thể thao luôn nha, tiện nghi lắm nha, rất là đẹp, thiết kế cực kỳ đẹp luôn á. Mazda thiết kế đẹp khỏi phải bàn luôn. Có chế độ lái Sport của chú anh chị lên đề máy nghe tiếng, nghe nổ ga mà nghe cái vô nó nổ mà mê luôn á. Thiệt, chiếc này mà có tiền cũng mua đi nữa, bây giờ giá nó rẻ nhất rồi. Đó, 2020 nha, đời cao nữa. Xe thì đẹp, 16.000 cây à, 640 triệu. Còn màu đỏ đẹp giống như vậy thì ngoài kia Dung có chiếc Kia K3. Xe này thì mua xe tặng cái biển thành phố Hồ Chí Minh 39 đó. 2022 mới đi có 16.000 cây. Và đây là phiên bản GT Line 1.6 turbo nha cô chú anh chị, 4 chế độ lái, đạp ga nghe là nó sướng lỗ tai luôn á. 2022 còn bảo hành chính hãng luôn, mới có mười mấy ngàn cây à. Xe này thì Dung bán 750 triệu, giá cũng có thương lượng nha cô chú anh chị. Nhìn cái ghế bên trong nó thể thao nè. Đó, nhìn chiếc xe nó mê không? Đẹp mê hồn luôn á. Cũng nhớ hai vị trí ghế rồi, cửa sổ trời, ghế chỉnh điện, bơm lưng đầy đủ hết luôn. Đó, form dáng thiết kế nhìn nó rất là thể thao nha. Cảnh báo lệch làn đường đầy đủ cho mình luôn. Cửa sổ trời, xe vừa đẹp vừa sang mà
cảm giác lái thì cực kỳ đã luôn, xe thể thao mà. Đó, cô chú anh chị nhìn nè, nhìn hai cái ống bô là thấy uy tín rồi đó, cảm giác lái là tê tái luôn á, rất là đẹp. Phân khúc hạng C Kia K3 750 triệu cho siêu phẩm này. Dạ, còn đây là chiếc Fortuner máy xăng một cầu số tự động. Chiếc này thì chuẩn gia đình luôn nha cô chú anh chị, mới đi có 40.000 cây thôi, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe thì phụ kiện cũng đã lên đầy đủ hết rồi, đèn nè, rồi dán phim che mưa, chén cửa, bên trong thì cũng đã lên có ghế da, ghế chỉnh điện sẵn zin theo xe luôn, cửa tự động ở tất cả bốn cửa, lại chuyển số thông minh trên vô lăng đó. Cô chú anh chị thấy nội thất của chiếc 40.000 cây chưa, camera hành trình, ghế da rồi đầy đủ hết luôn nha. Chiếc này là lấy về là đi thôi, xe quá là đẹp, màu đen, máy xăng một cầu số tự động đó. Phần nội thất phía sau nè mới tinh luôn á, ghế da màu nâu còn mới keng à. Mới 40.000 cây thì xe này Dung đang chào là 780 triệu. Đây. Hai chiếc này hôm qua nói rồi, chiếc Legender này. Dạ, còn đây là chiếc Fortuner mà phiên bản đại ca, phiên bản cao nhất. Máy dầu 2.8 Legender luôn. Nhìn cái đèn này là viết Legender nha. Xe này 2021, biển số thành phố Hồ Chí Minh mà còn được biển đẹp nữa nha. 2021 lướt mới có 26.000 cây thôi, phiên bản 2.8 hai cầu máy dầu cao cấp nhất. Cái xe này thì đã có camera hành trình nè, dán phim che mưa, chắn cửa đầy đủ luôn, và ghế da zin theo xe, hai tông màu nha, đen đỏ đó. Ba chế độ lái, màn hình JBL, ga tự động, lẫy chuyển số trên vô lăng đầy đủ hết luôn nha cô chú anh chị. Mới 26.000 cây như mới à, nội thất còn mới keng luôn, tiện nghi theo xe đầy đủ. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, mâm đèn mọi thứ khác biệt so với phiên bản 2.4 hai cầu một cầu nha. Chiếc này là hai cầu, đi đường trường, đường địa hình là tuyệt vời luôn. Dung chào hôm nay chỉ có 1.230.000.000, giá có thương lượng của chú anh chị, liên hệ Dung hỗ trợ giá tốt nhất cho mình nha. Còn ngoài kia là Dung đang làm thủ tục với khách chiếc Rút 2021 thì mang biển số tỉnh, xe màu bạc. Dòng này thì bữa giờ khách hàng hỏi rất là nhiều nha, 7 chỗ số tự động mà giá rẻ nè, 2021 quanh 500-600. Có chiếc xe 7 chỗ nè, chạy dịch vụ đi gia đình gì cũng ngon hết. Nó lên luôn đầu giải trí Android luôn rồi, mọi thứ chuẩn chỉnh hết luôn, có ghế da luôn á cô chú anh chị. Rút 2021 20.000 cây, ghế da đó, trải sàn, nói chung là tiện nghi cũng đầy đủ hết rồi. Lên đầu giải trí Android luôn, tiện nghi lắm. Mấy chiếc này mà vừa đi gia đình vừa chạy dịch vụ là quá ngon nha. Như vậy là Dung còn 3 chiếc VinFast, 1 chiếc Lách A, 2 chiếc VinFast Fadin. Đó, xe nhỏ Fadin thì lân quanh 360-365 triệu. Rồi có một chiếc Dung đang giảm giá mạnh là Ford Everest phiên bản Titanium. Xe đó màu xám xanh, động cơ dầu, đi 55.000 cây, xe màu xanh. Thì xe đó hôm nay Dung chào 950 triệu, giá còn thương lượng nhiều nha cô chú anh chị. Everest Titanium màu xám xanh. Đó, xe thì Dung đang có nhiều, giá sẽ cực kỳ linh động luôn và sẽ hỗ trợ tốt nhất cho anh chị nào đổi xe cũ lên đời xe mới nha. Bên Dung thì vẫn cần mua thêm nhiều xe nữa để phục vụ thêm nhiều khách hàng. Còn những xe Dung quay trong clip thì đều có giá thương lượng tốt nhất. Cô chú anh chị nhớ gọi em Dung để được hỗ trợ nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin chào.